MyTV đang có rất nhiều khuyến mại cho bà con dịp nghỉ lễ này. Khuyến mại 100% giá trị thẻ cào nạp 100.000 có ngày 200.000, cơ hội nhận đến 2 triệu đồng và 10.000 kim cương khi đăng nhập và chơi mini game với giá 18.000. Đặc biệt bà con mua nick Free Fire Liên Quân Liên Minh với giá rẻ chưa từng có. Đã khuyến mãi rồi còn giảm giá. Đến ngay với shop yummytv.com, shop chính chủ và duy nhất của Yummy. Chị Yum ơi, chị Yum, em có phần ếch muốn tặng cho chị thì bằng cách nào bây giờ? Có luôn em ơi. Hiện tại chị và Ania có một nhóm Facebook dành cho fan tên là Vườn Hoa Bé Nhỏ của Hia và Yummy. Em hãy gõ cái tên đó vào phần tìm kiếm trên Facebook, sau đó nhấn vào như chị chỉ. Tiếp theo là em phải trả lời 3 câu hỏi siêu đơn giản, rồi Ania hoặc chị sẽ phê duyệt em vào nhóm luôn. Vào đó em có thể đăng bất cứ thứ gì cũng được, miễn sao là về Hia và Yummy là được. Cái này dặn kỹ nha. Nhớ là chỉ là Hia và Yummy thôi đó. Còn các bạn nữa, nếu là fan của Hia và Yummy thì cũng tham gia vào nhóm Vườn Hoa Bé Nhỏ của Hia và Yummy để giao lưu cùng với mình nha. Hello, cô đi qua xin chào tất cả các bạn. Em nằm dắt nuôi. Đã đến với channel của mình. Còn bây giờ thì bắt đầu video rồi. Ủa sao Hia có cái gì vậy? Tôi biết là bà rất thích vô tim đúng không? Ừ, đương nhiên rồi, tôi rất là thích vô tim. Vô tim này hay hơn nè. Tim gì? Tổng thống Hi Ha. Ủa, ông dẫn tôi vô được không? Đó, đợi tí. Wow, xịn quá vậy ta. Ok các bạn ơi, bây giờ mình sẽ được Hi Ha dẫn vào trái tim của tổng thống Hi Ha. Trời ơi, thấy là yêu rồi đâu á. Bây giờ nè, bà chỉ cần tương xác lại tôi sẽ cho bà vào. Rồi, thấy không? Thấy rồi nè. Wow. Chị cho nội. Bây giờ quay vô chạy im tầm Mia đi. Vô nè. Whoop. À. Hello, xin chào tất cả bạn đã quay trở lại với channel của mình. Thì mình chính là Dâm Cô Tè Phô Mai Quay. Và trước khi bắt đầu video này, các bạn đừng quên để lại cho mình một like, một share và nhấn luôn cái nút đăng ký để cho kênh channel của mình đạt được 1.500k subscribe. Ủa nhà rồi, có thấy đây mà. Giờ vậy nãy mà áo vàng, giờ chỉ áo đen rồi, cho nội cũng bị khùng ghê. Tôi giới thiệu cho bà, bởi vì đây là bào tim của tổng thống Hi Ha nên tôi phải là tổng thống Hi Ha để có thể giới thiệu cho bà. Tổng thống Hi Ha đẹp trai thật, ngu như được heo hết trong đây. Không được vô nỗi sợ. Bà biết tại sao không? Sao? Bởi vì bên trong cái nỗi sợ này chúng ta có gì biết không hả? Không. Đó chính là nỗi sợ đây. Ừ, thì rồi. Bà sẽ rất là bất ngờ với nỗi sợ của tôi. Đi đi, nhanh đi. Người ta đang muốn khám phá với bạn mà nó hoài vậy. Cho nội tổng thống nó dài dòng không giống như nhà xíu nào. Bà phải thực hiện cái trò này đi, tôi mới cho biết được nỗi sợ của tôi là gì. Không phải nỗi sợ tôi bắt cua đâu nha. Ừ, bắt cua đúng không? Không, nghĩ sao tôi bắt cua biết bay, bắt cua gì nữa mà bay. Bắt cua. Hey, tôi mệt thiệt á. Nó sợ cái tôi bắt cua mà tại vì tôi bắt cua ngu lắm. Rồi, cho bà bắt cua từ đây nè. Cái này qua sao vậy? Cái này bự quá. Sao quá à? Tôi là con người có thể thay đổi nỗi sợ của mình. Ê, giúp tôi ơi. Vậy? Sao quá à, sợ té. Ôi! Ôi! Dễ dàng lắm. Hai bên an toàn và nguy hiểm. Đi đi cái an toàn đi bà nội. Ai nè. Ủa này là gì vậy? An toàn thì bà chỉ cần đi vô một phát là đi tới nơi luôn. Còn nguy hiểm bà phải vượt qua trước ngại vật nữa, hiểu không? Rồi. Go 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 go. Chúc mừng Jimmy đã quay vụ ô bất lượng. No. Trời quá à. Ok thôi được rồi, mình ổn mà. Tôi nói là tôi cay lắm rồi đấy nha. Cay lắm rồi đó. Vô tiền của tổng thống mà còn bị châu anh nữa. Chán thiệt chứ. Tôi nói rồi, bà thấy bây giờ không có nỗi sợ không? Ủa thật sự lòng sợ tôi luôn rồi. À, cái gì vậy? Trời ơi. Trời ơi, sao quá, mấy bạn ơi. Sợ. Đồ. Đi thôi. Ê, đây có cái cửa gì nè. Cửa đi về. Ủa? Đi hết đó. Sao anh có giờ không cá thôi. Cái gì vậy? Không có gì đó tôi là sợ hết. Không có gì là sợ hết á. Bà vô lộn chỗ rồi. Thật quá à mấy bạn ơi. Không sợ gì á thì có gì đâu rồi vui. Thì thôi vô ghét nha.
Vô trái tim trước đây, vô đây nè, trước nè. Ủa này cũng trái tim mà. Vô yêu thích trước đây. Coi okay. Mà coi yêu thích của tôi là gì. Tôn. Tôi đoán nha, trời ơi cái này là thích gì ta, màu tím mà. Thích gì nó bi vậy? What? Gì vậy má? Không nghe bà đó già đó. Gì vậy? Đồ. Ông thích đi ngủ ngắm sao hả? Vậy để tôi dục ông xuống ngậm cậu trong ngủ thấy sao ngàn sao luôn. Wow. Thích ngủ hả ta? Thích vậy á. Ông thích ngủ hả? Thiệt hả? Tôi đâu biết đâu. Sở thích của ông lạ thì có mọi người có thấy sở thích của tổng thống gì ha, lạ không mọi người, chứ mình thấy là siêu lạ luôn rồi đó. Biết tại sao thích ngủ không? Bởi vì tổng thống đối diện rất là nhiều công việc nên vì thế thời gian rất là than. Cái gì vậy? Nói chung là thời gian nó sẽ rất là ít, nên vì thế tôi phải gọi là thích ngủ, hiểu không? Tại thích vì... ngủ ai mà không thích đó, mấy bạn có thích ngủ không? Chứ mình là mình rất là thích ngủ sao hết trơn. Như vậy ơi, cái gì vậy? Đó, trong tim tôi là nhiều chút dàn vặt lắm, chứ không phải đơn giản mà coi được tim của tổng thống là có gì đâu nha. Xịn quá ta. Rồi, chúc mừng Jimmy đăng xuất thế giới. Gì? Nè, chuẩn bị nè, 1, 2, chuẩn bị nè, 3, bye bye. Ủa gì đâu đăng xuất? Giỡn xíu. Ôi, dễ hù, liu liu. Vô đây. Ủa gì vậy? Hết súng đó. Bùng chéo à. Trời ơi. Rồi súng này súng gì đây? Đâu. Súng mạ vàng hả? Trời ơi, cây này xịn nè mấy bạn. Đây, để tôi giới thiệu cho bà cho. Đây chính là khẩu tech này, hay được gọi là khẩu đóng đinh, hiểu không? Là đóng đinh vô mỏ ông ta hả? Đây là... mạ vàng. Súng thì súng đồ chơi nít đó bà. Súng lằn vàng. Súng đồ chơi nít chứ. Đó. Đây. Đây, tiếp theo. Mẹ cửa đi, mày ngu quá, bập luôn. Bấm. Vô, tăng. Sở thích của ông là... Ủa, Hà nhốt tù, mấy thằng cốt đột. Sở thích của ông là bắt thằng Quy, bắt thằng Hà Chi, bắt thằng Dắt, bắt thằng Tô Gà, bắt thằng Sầu Riêng, bắt thằng Tàu Hủ luôn. Ông chưa thấy quan tài, ông chưa đổ lại đúng không? Ok, đó là... Đúng không? Rồi, răng tăng tăng. Bà hay vậy chưa chân thật đúng không? Được, tôi sẽ làm cho bà chân thật hơn nè. Gì vậy? Biết hơn. Bây giờ mấy con rối này sẽ chân thật hơn cho bà coi tụi nó bị gì. Đúng rồi. Cái gì vậy? Là tổng thống của ai vậy? Tôi trên một cây. Hai chân của tao. Mọi người trời ơi, đậu xanh sợ quá mấy bạn ơi. Quy khùng ơi, sợ quá. Trời ơi, ở đâu mà da chân thật dữ vậy trời. Tôi qua căn phòng khác đi. Trời ơi, yêu thích tất cả các ông đi. Trời ơi, cách ly mà cũng thích nữa. Tại sao lại thích ông nội này ác như quỷ vậy. Trời ơi, Foggy Killer. Ai vậy ta? Ê ơi, này tên gì vậy cha? Mình quên cô này tên gì rồi mấy bạn ơi. Pussy, Tippy. Ai da, cô Tippy. Còn cái này à, anh Mocky. Đúng rồi. Ai ca, cô Nichi Quạt. Đúng rồi. Chị Na Quy. Đúng vậy ơi. Chị Hippo Bi. Bắt chấp bà go. Rồi. Đúng rồi. Còn đây chính là Billy Mel. Ờ đúng, Billy Maggie. Billy Maggie. Trời ơi, thiên trưởng Killer. Ở lộn. Này Killy chứ. Trời ơi, chị Kissy. Trời ơi, Danny Benny. Còn đây là ai quên rồi? Người mới anh đó ngầu nè. Đó chính là Roddy Midday đó. Wow, anh này ngầu lắm nè. Mấy bạn có thích nhân vật này không? Chứ mà hết lắm á. Còn đây chính là anh Cookie. Siêu tốc độ. Cookie ông này nè. Đứng kế bên nhau á, kiểu một trời một vật luôn. Ông nội này bao phàn luôn. Ông nội này bao trời ơi ngầu. Ngầu. Mà nhìn mà ông già cũng mưa được á gì hả? Ôi ông mạnh lắm á. Ông mạnh trời ổng. Có hai cánh bướm cũng bị cắt rồi. Ông ai ơi gì vậy? Ơi. Gì? Trời ơi, ngươi đi đâu vậy? Trời ơi, bị phát hiện rồi. Dậy. Dậy. Người đi ra nha. Bây giờ mày nói người mày. Ta đập mày bây giờ. Cái tao con nó mất dạy đi. Nó không màu xanh mà. Mày bố lao mày. Nói ai con màu xanh. Ai con màu xanh đâu. Trời ơi, trời ơi. Tao chôn chạy tao mày. Trời ơi, sao vô chiếc xe của tôi vậy? Tao tao vào.
liên quan gì. Một thằng còn thằng đâu rồi? À, tao trốn rồi. Mày đuổi con quỷ đầu xanh á. Con quỷ đầu xanh. Ôi giời ơi, hung dữ quá. Vô quá đúng rồi mấy bạn. Mình giáo hơn vậy kia mình quỷ đầu xanh. Yeah, điều anh lưu dấu kinh trong tên này. À, mấy cô tẻ phô mê que. Quỳ nước. Ồ sầu gân, sầu chung. Gì vậy? À, cô gà giấy điều. Chắc cái nồi. Thấy ghê quá. Không nghe được gì hết á. Tao là không nghe. Mày nói cái gì vậy hả giống y? Ồ, tao hủng ngô. Đúng rồi. Chị nói dạ. Đúng rồi. À, hát chi chi vi, cậu bé ấy cười. Ôi ôi, còn có Vinh Kỳ nữa kìa. Ủa, bị đâu? Không biết nữa, tôi dục rồi. À đâu? Không hiểu đâu. Ủa gì tìm liêm vậy? Boom. Trời. Hết luôn. Đã bị ra như cái thượng như mọi người. Trời hết luôn. Ui. Có nghe tiếng ai ớ vậy hả? Ôi trời sao lại lại vậy? À đâu, sẵn trái tim tôi lâu lâu bị ngu ngu vậy trời. Gì trời. Thôi, được rồi, qua cái ghét đi. Tôi muốn biết ông ghét ai. Ghét quỳ đúng không? Quỳ đúng ngu lắm. Nhiều thứ đó. Mở cửa đi. Đường tương lai. Tôi hiểu nè. Cái này là ghét quỷ phá. Ủa, đó, tôi dục giùm rồi đó. Tôi ghét mấy thằng này. Mỗi lần nó quậy là tôi rất là phiền não, hiểu không? Hết người này la, người kia la là tôi rất là phiền não. Để tôi giúp ông cho. Có cách để tôi về tụi nó đó nè. Ê, cho tôi mượn cái súng khác đi. Thôi có một cây rồi, không có được xài súng nhiều. Trong tim của người ta xài súng dữ vậy trời. Thằng này không đủ hết đạn rồi. Mày. Hả? Sao á? Đứng này. Ừ. Rồi sao nữa? Cái gì vậy cha nội? We do, we do, we do, we do, we. Ôi giời, gì vậy? Tôi thấy là tôi giận ông lắm rồi đó nha. Nha. Một bôi à. Đi đường vào tìm em hai vết nước. Tôi nghĩ là các bạn này sẽ có rất là nhiều meme. Các bạn có nghĩ giống như tôi không? Tôi rất ghét. Ai bảo tôi BD trong khi tôi men lì và đẹp trai như thế này. Hiya BD. Trời ơi mặt mụn kìa. Thấy ghê quá à. Trời ơi mặt meme dữ vậy trời. Nhìn tục quá à. Thôi xả giận rồi mấy bạn ơi, ghê quá. Gì vậy? Gì vậy? Châu ghê ông trời ơi, tổng thống gì mà chạy châu dữ vậy trời. Tức thiệt á. A few moments later. Yo! Wow, à ghét rượu bia hả? Ok, lấy mấy bình rượu về uống. Rượu, đà muốn lấy gì lấy hết đi, lấy hết ra khỏi cuộc đời tôi đi. Bởi vì tôi là một người đàn ông gương mẫu, không rượu bia, cờ bạc. Tao uống thử cái thôi, uống một chai thử thôi. Không uống được, không uống được, không bao giờ. Trời ơi, nể mặt tao bờ đi chờ. Thôi, không có nể gì hết, không có nể gì hết, tầm này không có nể gì hết. Đây, rượu bia là không tốt cho sức khỏe đâu. Bồ này chứ, mình nể cho luôn. Ủa? Ông ghét bí? Không. Ông ghét dưa leo? Không. Ông ghét gạo? Tôi ghét tất cả loại trái, loại cây. Ai biết ăn gạo thì giơ tay lên. Không, mình thì không biết. Không bao giờ không. Mình chỉ biết ăn một số cái thôi. Tạo kè. Thiệt mà. Nhăn lên đi. Ủa? Còn cái màu vàng là gì vậy? Vô đi giờ biết. Wow! Ông ghét tô gà. Ăn dịch mà. Ủa? À, ông ghét tô dịch. Cái tàu lao mới lao, nói chung là đọc cái đó đi và biết liền gì. Ok, để tôi đọc coi. Gì thứ hai vậy? Thứ nhất mà để sau thứ hai. Hồi xưa, đang chuẩn bị đi tắm thì tổng thống vô tình bị trượt té bở đạp trúng con dịch cao su. Từ đó tổng thống IA cực kỳ ghét dịch cao su.
Đó là lý do. Thứ hai cực kỳ ghét ăn thịt vịt, trừ mì vịt tiềm. Đó là lý do. Vịt hả mày? Vịt hả mày? Ấp cho mày chết, ấp cho mày chết. Để tôi, để tôi, để tôi. Có cái nào vẫn đã thôi. Đó. Ây ơi. Chết luôn rồi. Rồi xong. Phá trái tim của tôi rồi. Ý da, ôi lời ý da. Dẫn tôi ra đi. Đây, tôi dẫn bà ra cho. Đứng im đi. Wow. Tôi ra ơi. Theo tôi biết là trong trái tim của ai cũng có bí mật. Trái tim tổng thống chắc cũng vậy. Trời, tổng thống nhà thì sẽ không cầu kỳ như những bất kỳ khác, đúng không mấy bạn? Đó là wow. Ôi. Đường vào tim tôi, ôi băng da. Vì ngày nào tôi cũng biết bí mật của ông rồi. Bây giờ thì ông có muốn mua chuộc gì tôi không? Để tôi coi bà biết bí mật này của tôi hay là không. Spider-Man, 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 Spider-Man. Ủa mơ còn là biến thành người vợ nữa. Thôi người vợ không bị biết hả chú? Cái vậy thôi. Mày đừng là PT hả, you know. Trời, tự nhiên ông làm tôi nhớ tới cái tên Discord cùng Quỳ Boilerman. Bà đợi xíu, tôi đã sưu tầm rất được nhiều, rất là nhiều bộ đồ Spider-Man. Đâu? Coi không? À, ok. Đây, Spider-Man đầu tiên. Spider-Man. Ủa, xì tiếp ông nội. Gì vậy trời? Lộn. Rồi Spider-Man phải bấm cái nó mới xuất hiện không? Bấm đi. 1, 2, 3, bấm. Búp. Đã. Em ước mơ được làm siêu nhân, làm siêu nhân, đúng làm siêu nhân. Bộ này nằm trong bộ nào trong đây? Trừ cái thằng đu đu trên kia. Đây. Đứng coi, để so sánh. Không, bà chỉ có 3 giây được coi thôi. Nè, chuẩn bị coi đây. 1, 2, 3, hết giờ. Bộ này. Đây, bác, đó chính là bộ này nè. Sao cho thấy có xíu sợ cây thế ta. Từ từ, tiếp nè, tiếp nè, tiếp nè, cho coi nữa nè. Đâu, nhanh ơi, nhanh đi. Spider-Man, Spider-Man. Bộ này là gì? Bộ này là bộ đồ của người nhỏ luôn hả? Ừ. Nhìn không giống người nhỏ cái gì vậy? Trời, bộ này được chính tay Peter Parker chế tạo trên cái con máy bay của Iron Man đó. Ừ, thì cãi ông chứ. Tôi không phải là fan của người nhỏ trời đâu. Trời. Tôi là fan của người khác cơ. Trời ơi trời. Không biết tôi là fan của ai không? Ông là ông biến hình thử cái coi. Anh của tôi quá. Trời ơi, trời ơi. Nghe cái cũng đi luôn mấy bạn. Nè 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 nè, bộ này nè. Ây cha. Lại là bộ đồ của người nhện. Ừ. Biết bộ này là bộ gì không? Không. Bộ này là của trong bộ phim Infinity War. Không phải, phải, phải. Đúng rồi, Infinity War á. Chứ lại. Để tôi cho ông biết tôi là fan của ai ha. Cái bộ mà gia vũ trụ có mấy cái gì đó. Thôi, tôi không thích. Để tôi cho ông biết fan tôi là fan của ai nè. Tôi biết nè. Ủa sao biết? Sao biết được? Tôi biết, đợi xíu. Nhìn nè, nhóc ác. Thằng nhóc ngu, thằng nhóc ngu. I am Iron Man. I love you 3000. Đó, gây chơi, gây ok, gây gây. Còn người thích nữa, còn người của đàn ông thích nữa. Còn một người nữa. Mấy tay ai không? Bây giờ. Đây. Vì cái người này á, tôi đi guốc trong bụng mà luôn. Một bộ đồ màu đen. Mấy bạn có biết được bộ đồ màu đen là ai không? Đúng rồi đó, Jimmy, đó là tôi. Hay đó nhờ. Mình đang nói về Marvel mấy bạn à. Mấy bạn có đoán được cái nhân vật mà đầu tiên mình thích trong Marvel là ai không? Hay là lúc đó là lần đầu tiên mình được đi coi Marvel mọi người? Biết luôn. Đây, bộ đồ màu đen, nói giỡn thôi. Bạn đoán đi, tôi đang đọc comment của mọi người đó, đoán coi. Một người đàn ông mình rất là thích luôn mọi người. Mà mình cũng buồn khi nhắc tới người đó. Lâu như vậy ta. Cái tôi mới lưu đâu rồi trời, đây, từ nhanh chữ tính. Nhắn đi, lâu quá.
Iron Man đen. À tôi không qua cần ở đây nữa đâu. Dạ. Rồi tất cả mấy bạn rồi, sở thích của mình mà cũng không biết nữa. Tôi kìa bạn yêu mình đây, cho đây, mình đây, mà không biết. Một con báo chứ gì. Quay lại. Đúng chưa? Nghe chữ báo là thấy đúng liền gì. Đâu cho coi. Đây. Teo. Ok các bạn, và video của mình đến đây cũng hết rồi. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi buổi công chiếu này. Teo. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi buổi công chiếu này. Còn bây giờ thì bye bye. See you. I love you too, come on. Lớp ác này lì quá nha. Ai không mấy bạn, chứ mình là mình cay lắm, mấy bạn biết mình fan của ai chưa? Hả mọi người, mọi người đã biết mình là Reo. Chắc sau video này mình phải quay một cái vlog nào đó giả bởi mặt hi ha quá mấy bạn ơi. Đây rồi, nó giả thôi. Đây. Lần này không đúng nữa thì chặt đầu tôi đi. Ok. Teo. Giống mấy làm cái gì vậy? Ơi gắn cái đầu vô coi. Đứt đầu đi. Kêu tôi chặt đầu mà. Rồi à, đây rồi, chuẩn bị nè. Chuẩn nè. Chuẩn gì? Nè, không giỡn nữa luôn. Bèo, yellow panther. Bèo. Dạ rồi mấy bạn ơi. Khùng thiệt chứ. Ok. Ủa đâu vậy? Tôi có con gì vậy? Hát nữa. Rồi, không giỡn nữa, được rồi. Đúng nè. Đừng. Các bạn đã đấy ra được rồi đó chưa? Còn bây giờ thì bye bye, xì do, I love you, chú, come on.